Hồ Chí Minh trên đất nước Lenin. Đây là một bộ phim về người chiến sĩ yêu nước, người cộng sản quốc tế, nhà tư tưởng và hoạt động chính trị lỗi lạc. Ngày 12 tháng 7 năm 1955, Moscow long trọng đón chào chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng chí Hồ Chí Minh. Người sinh năm 1890, khi thế kỷ 20 sắp bắt đầu và lớn lên tại xứ Đông Dương thuộc địa. Không thể kể hết những cơ cực của nhiều thế hệ người dân lao động Việt Nam lúc bấy giờ. Bè lũ thực dân ra sức bóc lột mọi thứ của một đất nước bị áp bức, nhiều của cải, tài nguyên bị bòn rút đem về mẫu quốc. Người thanh niên Hồ Chí Minh đã mơ về một vùng đất tự do, không có áp bức. Cuối năm 1911, người lên đường bắt đầu cuộc hành trình xa xôi đến Paris. Sau này, người hồi tưởng lại, tôi đã được đón nhận bởi một Paris của những người nghèo. Nơi đây, tôi học được sự đồng cảm với những người nghèo khổ và bị đè nén. Người chu du nhiều nơi trong những năm tháng này, từng là phụ bếp trên tàu thủy, rửa bát đĩa tại khách sạn ở London, bán thuốc lá rong tại Quảng Đông, lau cửa kính tại Rio de Janeiro, từng bị những cơn sốt nhiệt đới ở châu Phi hành hạ, đăng bài đầu tiên trên báo Nhân Đạo, làm phóng viên cho một số tờ báo ở Paris, nhưng người vẫn chưa tìm thấy miền đất hạnh phúc mình hòng mơ ước. Một lần nữa, Hồ Chí Minh lại ở trên đất Pháp. Kia là cửa sổ ngôi nhà người đã từng ở, một căn buồng chật hẹp của người thợ sửa ảnh trên tầng xếp của ngôi nhà, trong ngõ Compo Paris. Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên nồng nhiệt đón chào cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Năm 1920, Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp. Một nhóm những người xã hội Pháp đã thành lập Đảng Cộng sản Pháp và Hồ Chí Minh trở thành một người cộng sản. Trên tờ báo của người cùng khổ xuất hiện một loạt các bài viết đầy tâm huyết của người, vạch trần bản chất cùng sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa thực dân. Tờ báo cũng đăng tải nhiều tư liệu về hình ảnh đất nước Nga, đất nước đầu tiên trên thế giới thực hiện thắng lợi của cách mạng vô sản. Người mơ ước được gặp gỡ trực tiếp với Lenin, nhưng cuộc gặp gỡ này đã không bao giờ trở thành hiện thực. Ngày 27 tháng 1 năm 1924, bài của Hồ Chí Minh được đăng trên báo Sự Thật. Lenin qua đời, như tiếng sét giữa khoảng trời. Tin này lan khắp thế giới, qua những đồng bằng hoa trái của châu Phi, cho tới các đồng xanh tươi của châu Á. Những con người da đen, da vàng có thể không biết chính xác Lenin là ai và nước Nga ở đâu. Nhưng tất cả họ, từ người nông dân trên đồng ruộng An Lan cho tới người thợ săn trong cánh rừng Dahomey, đã thì thầm truyền tai nhau rằng, ở tận đầu bên kia địa cầu có một dân tộc đã đứng lên quật lật đổ cường quyền. Họ được biết rằng đó là nước Nga, nơi có những con người dũng cảm, và người dũng cảm nhất trong số đó được gọi tên là Lenin. Trong nhiều năm tiếp theo, Moscow trở nên rất thân thiết với Hồ Chí Minh.
Người sống trong một khách sạn trên phố Tver và hàng ngày đến quảng trường Pushkin để học tập tại trường Đại học Cộng sản của những người lao động phương Đông. Tới thăm quảng trường đỏ, Điện Kremlin cùng các đại biểu khác trong Đại hội Quốc tế Cộng sản lắng nghe bài phát biểu của Mikhail Ivanovich Kalinin. Sau này người nói, lúc đó ở đất nước Xô Viết, ngay cả không khí cũng thấm đẫm tinh thần cách mạng. Và người hân hoan hít thở không khí này. Người nghiên cứu rất kỹ lý thuyết và thực tiễn chủ nghĩa Mác Lênin, vị chủ tịch tương lai của đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cùng các đại biểu Đại hội Quốc tế Cộng sản. Các đồng chí, vì chúng ta coi mình là những người học trò của Lênin, người nói, chúng ta phải tập trung toàn bộ sức mạnh và nghị lực để giải quyết vấn đề thuộc địa cũng như các vấn đề khác, nhằm thực hiện những lời di huấn quý báu mà Lênin để lại cho chúng ta. Tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7, người phát biểu như là sứ giả đại diện cho một đội ngũ mới của phong trào Cộng sản quốc tế, Đảng Cộng sản Đông Dương. Đây là bản khai lý lịch của một đại biểu Đại hội Quốc tế Cộng sản. Họ và tên hoạt động trong đảng, Tống Mạnh Khương. Họ và tên phát biểu trước đại hội, Lin. Nghề nghiệp, thủy thủ, 10 năm làm thuê. Nguồn sống hiện tại, sinh viên trường Đại học Lenin Moscow. Vào đảng từ năm nào và Đảng Cộng sản nào? Từ năm 1920 là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Từ năm 1930, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Công việc đã thực hiện, thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930. Đất nước Xô Viết lúc này đang thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Một phong trào lao động sản xuất với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử đang diễn ra dưới sự khởi xướng và lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm thay đổi diện mạo đất nước từng ngày. Nhà máy thủy điện Donetsk, Komsomol trên sông Anur, các tấm gương anh hùng lao động thi đua xuất hiện như Slakov, Busugin, Demchenko, Papanin. Hồ Chí Minh nói, từng bước một trong cuộc đấu tranh, tôi đã hiểu rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải phóng các dân tộc. Người tin rằng thời kỳ lao động tự do hạnh phúc, lao động vì chủ nghĩa xã hội sẽ đến với dân tộc Việt Nam. Năm 1941, Liên Xô bước vào cuộc chiến sinh tử chống lại chủ nghĩa phát xít. Hồ Chí Minh đã khẳng định nhân dân Liên Xô nhất định thắng. Cũng chính từ thắng lợi này xuất hiện các nhà nước xã hội chủ nghĩa mới. Một nhà nước xã hội chủ nghĩa như vậy đã ra đời tại Đông Dương vào tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, với vị chủ tịch đầu tiên là Hồ Chí Minh. Nhưng bè lũ thực dân không cam chịu để tuột mất mảnh đất thuộc địa giàu có. Chúng phát động cuộc chiến đấu bẩn thỉu chống lại dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Ai có súng, dùng súng. Ai có gươm, dùng gươm. Ai không có gươm, thì dùng cuốc, thuồng, gậy gộc. Giờ cứu nước đã đến. Đáp ứng lời kêu gọi của lãnh tụ, mỗi người dân Việt Nam yêu nước trở thành một chiến binh. Họ rút vào các vùng rừng núi hiểm trở, lập các khu căn cứ kháng chiến, thành lập các đội du kích. Vào thời gian này, Hồ Chí Minh đặc biệt hay nhắc lại lời của Lenin. Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị nếu như nó biết tự bảo vệ thành quả của mình. Trên trường quốc tế, đất nước Xô Viết cũng bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình với cuộc đấu tranh chính nghĩa giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Mùa xuân năm 1954, quân đội Pháp thua trận thảm bại tại khu vực phòng thủ Điện Biên Phủ, báo hiệu sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân tại Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Hà Nội cùng với các binh đoàn tiên phong của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Как нужен был мир этой истерзанной. Nhưng hòa bình trọn vẹn vẫn chưa đến với đất nước. Bởi giờ đây, đất nước bị chia cắt làm đôi. Miền Nam Việt Nam vẫn nằm trong tay bè lũ bù nhìn phản dân hại nước. Còn miền Bắc, các từ hòa bình và ruộng đất gắn liền với cụm từ chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên, ruộng đất thuộc về dân cày. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, chặng đường dài nào cũng bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Một hạt giống nhỏ nhoi cũng có thể mọc thành cây cổ thụ. Công việc hôm nay của chúng ta tưởng chừng bé nhỏ, nhưng sẽ có một tương lai lớn lao đang ở phía trước. Những năm tháng này, hàng ngàn nam nữ thanh niên Việt Nam lên đường tới quê hương Lenin để học tập xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày hôm nay trên đất nước Liên Xô, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh chính là ngày mai của chúng ta. Những người Xô Viết luôn được người đón chào như những người bạn bè thân thiết nhất. Nhân dân Liên Xô thấy được ở Chủ tịch Hồ Chí Minh một người bạn, một người đồng chí chân thành nhất, người đã truyền bá tư tưởng vĩ đại của Lenin ở Việt Nam. Về các chuyến đi của mình trên đất nước Xô Viết, người nói, đó là những cuộc hành trình thăm tương lai của đất nước tôi. Người gọi đùa mình là người Moscow, và trong mỗi chuyến đi, người luôn ngạc nhiên vui sướng trước những thay đổi của thành phố người yêu mến. Những cuộc gặp gỡ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước Xô Viết có ý nghĩa rất quan trọng trong việc củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên Xô, cũng như giữa hai đảng của chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm tất cả các nước Cộng hòa thành viên của Liên bang Xô Viết. Ở giữa đội ngũ công nhân, người nói, chúng ta như tiếp thêm nguồn năng lượng mới và tinh thần lạc quan mạnh mẽ. Thời gian này, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ mới bắt tay vào việc thành lập các hợp tác xã và nông trường tập thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động tìm hiểu những vấn đề về phát triển kinh tế nông nghiệp xã hội chủ nghĩa, người nghiên cứu những thành tựu cũng như những vấn đề hạn chế. Khi thăm nhà máy chế tạo tại Sverdlovsk, người nói, trong thời gian chiến tranh vệ quốc vĩ đại, nơi đây đã rèn nên vũ khí đập tan chủ nghĩa phát xít và quân Việt. Chiến công này cũng đóng góp rất lớn cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam, vì dòng chảy cách mạng trên thế giới là đồng nhất.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thích so sánh sông Volga với sông Hồng. Hai con sông đầy áp nước, mạnh mẽ và cần cù. Volga, con đường dẫn đến trái tim nước Nga. Sông Hồng là con đường dẫn đến trái tim của Việt Nam. Volga mang Lenin đến cho thế giới. Còn ở Hà Nội, thành phố trên bờ sông Hồng, lần đầu tiên tại Đông Nam Á, có một nhà nước công nông ra đời. Mọi ý nghĩa và cảm xúc của vị chủ tịch, nhà cách mạng và cũng là nhà thơ luôn hướng tới tương lai mà ông nhìn thấy ở lớp trẻ. Trong suốt thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp, hàng trăm thanh thiếu niên Việt Nam đã được gửi sang Liên Xô. Họ được chào đón như những người con ruột thịt vào thời khắc vô cùng khó khăn với nhân dân Việt Nam. Sau này, khi kháng chiến giành thắng lợi, những cậu bé cô bé này hàng năm vẫn quay trở lại thăm những người bạn Nga của mình. Вьетнамские мальчишки и девчонки. Mỗi lần được gặp Bác Hồ là một ngày hội thực sự đối với các đội viên thiếu niên. Con người sử dụng sức mạnh thiên nhiên để phục vụ xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, những phát kiến vĩ đại nhất có nghĩa lịch sử với toàn nhân loại chính là sự ra đời của học thuyết Mác-Lênin. Tên tuổi cùng học thuyết Lênin gắn liền với mọi thành quả của phe hòa bình, dân chủ trải dài từ sông Elbe tới Thái Bình Dương, từ vùng cực giá lạnh đến những miền nhiệt đới. Chủ tịch Hồ Chí Minh tận dụng từng giây, từng phút rảnh rỗi để tham khảo học hỏi những thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất, tân tiến nhất của nước Xô Viết. Học viện xây dựng chủ nghĩa xã hội là tên người gọi triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân Liên Xô tại Moscow. Người nói, cần phải nhớ rằng ta đang được may mắn sống trong một thời khắc vĩ đại, thời đại của những đổi thay toàn diện, của những phát minh tuyệt vời. Chỉ trong vài thập kỷ gần đây, chúng ta đã được chứng kiến sự xuất hiện của radio, vô tuyến truyền hình, năng lượng nguyên tử. Liên Xô đã gửi những trang thiết bị tân tiến nhất để giúp người anh em Việt Nam trong công cuộc kiến thiết đất nước. Ngay trong những thỏa thuận kinh tế đầu tiên giữa hai nhà nước Liên Xô và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã quan tâm xem xét việc giúp đỡ toàn diện cho Việt Nam khôi phục và phát triển kinh tế, đặt nền móng vững chắc cho nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và thể hiện rõ nét nhất các nguyên tắc vĩ đại của Lenin về chủ nghĩa quốc tế vô sản. Xin chuyển tới các bạn lời thăm hỏi chân tình từ nhân dân Việt Nam. Chúc các bạn đạt được nhiều thành tích to lớn. Đảng Cộng sản Liên Xô muôn năm. Tình hữu nghị giữa Liên Xô và nhân dân Việt Nam muôn năm. Hòa bình trên toàn thế giới muôn năm. Ước mơ lớn lao của Hồ Chí Minh đã thành hiện thực. Sức lao động được giải phóng của hàng triệu dân Việt Nam cùng sự giúp đỡ chí tình từ nhân dân Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em đang từng ngày làm thay đổi diện mạo đất nước. Những kinh nghiệm xây dựng xã hội chủ nghĩa từ đất nước cách mạng tháng 10 đã trở thành bài học vô cùng quý báu cho Việt Nam. Thưa các đồng chí và các bạn thân mến, đồng chí Hồ Chí Minh, người dẫn đầu đoàn đại biểu nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong lời phát biểu chào mừng của mình, đã chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt
nhân ngày lễ trọng đại kỷ niệm 40 năm cách mạng tháng 10 Nga, nhân danh Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng toàn thể nhân dân Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi đến đồng chí và nhờ các đồng chí chuyển đến nhân dân Liên Xô lời chúc mừng nhiệt liệt nhân kỷ niệm năm thứ 40 cách mạng tháng 10. Tình hữu nghị Việt Xô đời đời bền vững, chủ nghĩa cộng sản muôn năm. Mỗi lời nói sinh động ngân vang của đồng chí Hồ Chí Minh thật là quý giá đối với chúng ta. Tôi xin phép được chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đạt được nhiều thành tích chói lọi. Đảng Cộng sản Liên Xô muôn năm. Khối xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô muôn năm. Hòa bình trên thế giới muôn năm. Trong những năm 50, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đến thăm chính thức và hữu nghị Liên Xô, tham dự các kỳ đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô, hội nghị các đảng cộng sản và công nhân diễn ra tại Moscow. Người phát biểu từ diễn đàn của Đại hội Đảng: chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên cạnh Liên Xô cùng các nước xã hội chủ nghĩa anh em trong cuộc đấu tranh vì thắng lợi của sự nghiệp hòa bình, dân chủ, độc lập, dân tộc và chủ nghĩa trên toàn thế giới. Mỗi lần tới Moscow, người đều viếng thăm Lenin. Lần đầu tiên được biết về Lenin khoảng một năm trước cách mạng tháng 10 Nga. Người mong ước có một ngày được gặp trực tiếp Lenin. Năm 1924, người đến Moscow nhưng chỉ để kịp dự lễ tang của Lenin. Đối với chúng ta, Lenin đã, đang và sẽ là người cha, người bạn, người thầy, Hồ Chí Minh khẳng định. Lenin chinh phục, thu hút con tim mọi người không chỉ bằng thiên tài của mình, mà còn bằng sự giản dị, coi thường những gì xa hoa hào nhoáng, bằng tình yêu lao động, sự cao cả trong tâm hồn và tính thanh cao của một nhà giáo. Suốt cuộc đời mình cho đến tận những giây phút cuối cùng, Hồ Chí Minh vẫn coi mình là người học trò của Lenin. Đi trên con đường Lenin vĩ đại đã vạch ra, con đường cách mạng tháng 10, Hồ Chí Minh viết, nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi to lớn. Mười năm hòa bình và xây dựng trên đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những thành quả của nhà nước xã hội chủ nghĩa non trẻ làm cho bè lũ, đế quốc từ bên kia bán cầu ăn không ngon, ngủ không yên. Tháng 8 năm 1964, một lần nữa, chiến tranh lại nổ ra trên mảnh đất Việt Nam. Lại một cuộc chiến tranh nữa trong cuộc đời Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân, đồng bào yêu quý của tôi. Tôi biết cuộc chiến tranh này sẽ rất khó khăn cho chúng ta. Tôi biết kẻ thù của chúng ta rất mạnh, dạn dày và rất thâm độc.
chúng ta sẽ không có những ngày nghỉ ngơi cho các chiến sĩ cũng như cho những người lao động ở hậu phương. Nhưng chúng ta sẽ chiến đấu. Cả đất nước trở thành một doanh trại quân sự. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng. Khẩu hiệu của nước Nga thời chiến tranh vệ quốc nay trở thành khẩu hiệu của Việt Nam chiến đấu. Một lần nữa, sự trợ giúp lại đến từ đất nước Xô Viết. Trong những năm tháng thử thách khắc nghiệt này, nhân dân Liên Xô luôn sát cánh bên nhân dân Việt Nam. Các cuộc hội đàm Việt-Xô diễn ra tại Hà Nội, các văn kiện được ký kết khẳng định đường lối nhất quán của Đảng Cộng sản Liên Xô, đường lối chủ nghĩa vô sản quốc tế của Lenin. Tất cả cho Việt Nam, Việt Nam tôi bên bạn. Những khẩu hiệu đó xuất hiện ở khắp mọi công xưởng, nhà máy tại Liên Xô. Hàng hóa, trang thiết bị, khí tài cần thiết cho việc tăng cường phòng thủ. Đất nước từ Liên Xô đưa sang Việt Nam như một dòng chảy không ngừng. Những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất để giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước đang diễn ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết gửi đồng bào cả nước, dù khó khăn gian khổ đến đâu, nhân dân chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi. Đế quốc Mỹ sẽ phải cút khỏi nước ta. Đất nước ta nhất định sẽ được thống nhất. Nhân dân hai miền Nam Bắc sẽ sum họp một nhà. Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Пусть сохранятся наши горы, реки и люди. После победы мы построим нашу страну в 10 раз прекраснее, чем сегодня. 30 апреля 1975 года. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ chiến thắng của quân giải phóng tung bay trên bầu trời Sài Gòn. Cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước kéo dài 30 năm đã kết thúc. Ước mơ của Hồ Chí Minh đã thành hiện thực. Chiến thắng của nhân dân Việt Nam mở ra một chân trời mới cho các dân tộc Đông Nam Á. Tổng bí thư Brezhnev đã phát biểu tại Đại hội Đảng lần thứ 25 Đảng Cộng sản Liên Xô. Chiến thắng vẻ vang này mãi đi vào lịch sử đấu tranh vì tự do và chủ nghĩa xã hội. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào đã hoàn thành thắng lợi lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn phát biểu tại Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ tư. Trung thành với di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa tự tin, vững bước sánh vai cùng đội ngũ với các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Таким он навсегда останется в памяти вьетнамского народа, в памяти советских людей. Боец-патриот. Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và Liên Xô. Người chiến sĩ yêu nước, nhà cách mạng quốc tế, nhà tư tưởng hoạt động chính trị lỗi lạc, người cộng sản Lenin.